Lần đầu tiên bạn nói đừng làm đau người khác. Lần đầu tiên cậu bé dùng lời nói. Lần đầu tiên bạn nói khóc cũng không sao. Lần đầu tiên cậu bé bảo ban em trai. Lần đầu tiên bạn dạy cậu ấy lên tiếng vì người khác. Lần đầu tiên cậu ấy can thiệp. Lần đầu tiên họ gặp nhau. Mỗi cuộc trò chuyện nhỏ của bạn đều giúp định hình họ. Trò chuyện về sự tôn trọng, sự bạo hành đối với phụ nữ, hãy chặn ngay từ đầu. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Lily và Kim Hoa. Rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ 6, ngày 26 tháng 8 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ là ngày hôm nay là gần cuối tuần cho nên mọi thông tin nó cũng tích cực hơn so với những ngày trước đây, đặc biệt là về dịch bệnh Covid-19, số ca nhiễm tiếp tục giảm hạ một cách rất là đáng kể. Số người tử vong mặc dù không giảm hạ nhưng cũng không có sự gia tăng. Và nhìn một cách tổng quát thì đây cũng là một tình trạng tương đối tích cực. Tuy vậy, các chuyên gia hiện nay lại đang quan ngại đến một cái vấn đề khác cũng liên quan đến dịch bệnh Covid-19, đó là tình trạng bị long Covid, có nghĩa là Covid kéo dài sau khi đã bị nhiễm dương tính và đã hết bệnh. Nhưng một thời gian sau đó thì những cái triệu chứng như là nhức đầu hoặc là bị sương mù não thì nó vẫn tiếp tục tái diễn và làm cho cái tình trạng thiếu hụt nhân công lao động trở nên trầm trọng hơn, mà 12% trong số này lý do là bởi vì họ đang trong tình trạng long Covid. Và cũng chính vì vậy mà vấn đề này sẽ được đem ra thảo luận trong cuộc hội nghị thượng đỉnh sắp tới về công ăn việc làm, gọi là Job and Skills Summit, diễn ra vào ngày 1 và 2 Tây tại thủ phủ Canberra. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, về cái tình hình nhiễm COVID-19 ngày hôm nay ở Úc Châu thì tiểu bang New South Wales thông báo có 5.645 trường hợp nhiễm mới, tức là mức cũng khá thấp so với những tuần trước đây. Tuy nhiên vẫn có 22 người nữa được báo cáo là tử vong do COVID-19. Và nhân số nằm viện điều trị về COVID-19 ở tiểu bang New South Wales vẫn tiếp tục giảm hạ, hiện còn 1.780 trường hợp, trong số đó có 36 người vẫn đang phải nằm trong phòng điều trị ICU. Còn ở tiểu bang Victoria thì mặc dù nhân số nhiễm mới ngày hôm nay khá thấp là dưới 3.000 ca, cụ thể là 2.935 trường hợp được thông báo, tuy nhiên cũng có tới 25 người nữa được cho là tử vong do COVID-19. Và ở Victoria cũng đang chỉ có 386 trường hợp cần điều trị trong bệnh viện, trong số đó chỉ có 18 người cần nằm trong phòng ICU. Ở tiểu bang Tasmania thì ngày hôm nay không có trường hợp nào tử vong được ghi nhận và nhân số nhiễm mới cũng khá thấp là 265 trường hợp. Và ở tiểu bang nhỏ nhất này cũng đang chỉ có 35 trường hợp cần điều trị trong bệnh viện với một trường hợp nằm trong phòng ICU. Ở lãnh thổ thủ đô ACT thì ngày hôm nay cũng ghi nhận cái nhân số nhiễm mới khá thấp là 252 trường hợp và cũng không có trường hợp nào tử vong do COVID-19. Và số người cần điều trị trong bệnh viện ở ACT vẫn khá thấp là 109 người, trong số đó chỉ có 2 người nằm trong phòng ICU. Và kính thưa quý vị, Queensland tiếp tục đứng hàng thứ 3 cả về số ca nhiễm lẫn số người tử vong, khi mà ngày hôm nay Queensland đã có 8 người tử vong và có thêm 2.091 ca nhiễm mới, trong khi nhân số nằm bệnh viện tiếp tục giảm hạ. Và ngày hôm nay Queensland chỉ có 321 người mà thôi. Tiểu bang Tây Úc thì tình trạng tốt đẹp hơn rất nhiều, khi mà Tây Úc chỉ có thêm một nạn nhân tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm mới cũng ở dưới mức 1.500 người. Cụ thể là 1.429 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại Tây Úc ngày hôm nay. Và Tây Úc cũng đang có 225 người nằm bệnh viện,
kể cả 7 người đang phải điều trị tại ICU. Sau cùng là tại tiểu bang Nam Úc, số người tử vong là zero, có nghĩa là không có ai tử vong, trong khi số ca nhiễm thì ở mức thấp nhất trong vòng hơn 4 tháng vừa qua là 770 người, và số người nằm bệnh viện tại Nam Úc là 176 người. Trong số này cũng chỉ có 10 người là đang phải chữa trị tại ICU mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà Úc Châu cũng đang thiếu lao động trầm trọng như hiện nay, thì một thống kê mới cho thấy là ước tính mỗi ngày Úc Châu cũng đang có khoảng 31.000 nhân viên phải nghỉ việc vì mắc các cái triệu chứng suy nhược sau khi nhiễm COVID-19 mà chúng ta vẫn thường gọi là COVID kéo dài. Con số này đó là chưa tính cái số những ca nhiễm mới hàng ngày do các tiểu bang công bố, mà như chúng tôi vừa loan thì đều có cả những người cũng đang làm việc và đương nhiên họ phải nghỉ việc để cách ly do nhiễm dương tính. Và điều đó cho thấy là cũng gần như các công ty nào ở Úc cũng đang phải căng mình để đối phó với tình trạng thiếu nhân viên. Và báo cáo này cũng cho thấy là Úc cũng đã mất tới 3 triệu ngày làm việc trong 6 tháng đầu năm nay do người lao động nghỉ ốm vì COVID-19. Và để giải quyết cái tình trạng thiếu lao động hiện nay thì thủ hiến của tiểu bang New South Wales Dominic Perrottet thì cũng đang xem xét là có thể giảm cái thời hạn cách ly 7 ngày hiện nay xuống chỉ còn 5 ngày mà thôi. Và trong khi đó thì Bộ trưởng Ngân khố là ông Jim Chalmers cũng sẽ đưa những cái vấn đề này để mà chính phủ cũng như thủ hiến của các tiểu bang thảo luận một lần nữa trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới tại thủ đô Canberra, với hy vọng sẽ tìm ra được sự đồng nhất. Và cũng liên quan đến vấn đề thiếu hụt nhân viên, một trong những cái lĩnh vực vẫn đang tiếp tục bị ảnh hưởng một cách rất là nặng nề đó là lĩnh vực du lịch. Bởi vì trong tuần này là đúng 6 tháng Úc Châu đã mở cửa biên giới hoàn toàn sau khi đã liên tục đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi đã mở cửa biên giới 6 tháng, nhưng mà số người hoặc là số du khách nước ngoài trở lại du lịch tại Úc nó thấp hơn rất nhiều. Đa số những người trở lại Úc Châu trong thời gian vừa qua là những người backpacker, có nghĩa là du lịch ba lô. Và thành phần này thì thông thường họ đến Úc, họ không chi tiêu nhiều, trong khi thành phần mà chi tiêu nhiều đa số là du khách từ Trung Quốc, từ Nhật Bản hoặc từ Hàn Quốc. Thì những nguồn du khách này cho đến thời điểm này vẫn còn rất là hạn chế. Lý do chúng ta cũng biết, riêng tại Trung Quốc thì người dân cũng chưa thể đi đâu một cách thoải mái vì chiến dịch Zero Covid. Đơn cử như là một cái doanh nghiệp tại khu vực Great Barrier Reef, có nghĩa là cái vùng san hô nổi tiếng ở khu vực phía bắc của tiểu bang Queensland. Thông thường vào thời điểm này thì họ có thể có được 50% lượng khách du lịch đến khu vực này, nhưng mà trong năm nay họ chỉ tiếp nhận có 15% lượng khách du lịch mà thôi. Và hiện nay theo thống kê của tổng nha ABS thì trong tháng 6 của năm nay toàn quốc Úc Châu chỉ đón nhận có 275.000 du khách quốc tế, một con số thấp hơn rất nhiều so với thời tiền đại dịch. Có nghĩa là vào tháng 6 năm 2019, nước Úc đã đón nhận hơn 660.000 du khách quốc tế, một cái sự chênh lệch rất lớn. Và tất nhiên khi mà chúng ta bị hạn chế về nguồn du khách thì chúng ta cũng hạn chế về thu nhập, bởi vì khách du lịch là một trong những nhóm người chi tiêu rất nhiều. Bù lại thì các cơ sở du lịch, đặc biệt là ở tiểu bang Queensland, họ cũng cho rằng nếu mà du khách ồ ạt tới nước Úc thì có lẽ họ trở tay cũng không kịp, là bởi vì họ đang thiếu nhân viên một cách rất là trầm trọng. Vâng, do vậy mà vấn đề phục hồi trong ngành du lịch có lẽ phải dần dần, chứ chưa thể nào nhanh chóng trong một sớm một chiều được. Vấn đề quan trọng hiện nay là Bộ Du trú phải làm sao xét duyệt nhanh hơn cái số lượng visa xin nhập cảnh vào nước Úc. Bởi vì nếu mà Bộ Du trú làm việc chậm trễ thì số người tới Úc sẽ không đông, và đó cũng là một phần lý do mà chúng ta đang bị khan hiếm lao động nước ngoài. Vâng, có lẽ Bộ Di trú sẽ đẩy nhanh hơn việc này sau cái cuộc họp thượng đỉnh của chính phủ liên bang vào đầu tháng 9 này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về cái vụ án mạng một phụ nữ gốc Việt mang tên là Kim Châu bị sát hại vào năm 2019 ở thành phố Adelaide của tiểu bang Nam Úc, thì tòa án tối cao cũng vừa ra phán quyết cuối cùng tuyên án thủ phạm là một thanh niên người Myanmar 24 tuổi với án tù chung thân, tức là mức án cao nhất, với thời hạn là 23 năm 9 tháng không được phép ân xá.
thủ phạm tên là Nuna Mohammed, một người tị nạn từ Myanmar hay mà chúng ta thường cứ gọi tên là Miến Điện, đã tấn công và đâm bà Châu, một nhân viên nhà hàng vô tội, tới 100 nhát, sau đó dọn dẹp và giấu xác bà dưới gầm giường, rồi lấy thậm chí cả lấy trộm một chiếc ô tô của bà. Nạn nhân và thủ phạm thì đều là những người quen biết nhau, khá thân thiết, và nguyên nhân chỉ là do thanh niên này không kiềm chế được cơn giận sau khi biết bà Châu nói xấu về mình với người bạn gái của anh ta, dẫn đến việc họ chia tay. Và thanh niên này cho rằng nguyên nhân họ chia tay là do bà Châu và đã sát hại bà khi bà đang ở trong nhà có một mình. Vâng, kính thưa quý vị, vào năm 2019, đây là một trong những cái vụ án mạng gây xôn xao tiểu bang Nam Úc và hung thủ cũng đã bị bắt giữ ngay lập tức. Tuy nhiên, mức án phạt chung thân thì chỉ vừa được tuyên bố ngày hôm nay mà thôi. Và gia đình của nạn nhân, có nghĩa là gia đình của bà Kim Châu, phát biểu trước với báo giới ngày hôm nay bên ngoài tòa án. Họ cho rằng đây là một cái mức phạt rất là công bằng. Tuy nhiên, cho dù án chung thân đã được thi hành thì bà Châu vẫn không thể nào trở lại với mọi người. Và tất nhiên, đó là một cái sự rất là đáng tiếc. Liên quan đến cái vấn đề xây dựng, ngày hôm qua chúng tôi đã loan báo thêm một công ty xây dựng tại tiểu bang Queensland đã rơi vào tình trạng phá sản. Đó là công ty Arico Homes, và theo thông tin mà chúng tôi đã loan báo ngày hôm qua, đã có hơn 360 căn nhà đang được xây dựng bởi công ty này. Tuy nhiên, thông tin tích cực mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả là tất cả những khách hàng nào nếu mà chúng ta xây dựng nhà với công ty Oracle Home mà chúng ta có mua bảo hiểm thì chúng ta có cơ hội đem lại cái số tiền trị giá là $200,000, và đây là cái số tiền tối đa mà theo các chuyên gia thì số tiền này cũng tương đối là công bằng. Lý do là bởi vì có thể là cái giá trị căn nhà chúng ta xây nó trị giá 500.000, 600.000, nhưng mà chúng ta không bao giờ trả hết một lần cho nhà xây dựng, chúng ta chỉ trả từng phần mà thôi. Và vì vậy số tiền $200,000 thì cũng có thể được coi là chúng ta lấy lại phần nào để chúng ta có thể tiếp tục công việc xây dựng với một nhà thầu khác. Thủ tục khá là đơn giản. Nếu quý khán giả của Vietfay TV đang là khách hàng của công ty này muốn biết thêm chi tiết, chúng ta có thể gọi số điện thoại là 139933, và thủ tục để nhận lại cái số tiền 200.000 này rất là nhanh theo một công ty ở Queensland xác nhận. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì cái tình trạng chậm trễ trong việc mà làm hộ chiếu ở Úc thì vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện mấy, khi mà nhiều cư dân ở tiểu bang Tây Úc thì cũng cho biết đã phải chờ đợi tới hơn 4 tháng mới lấy được hộ chiếu mới, làm ảnh hưởng tới kế hoạch đi ra nước ngoài của hàng ngàn người. Báo chí cũng đã dẫn lời một cư dân đi đặt du lịch đi Ấn Độ vào tận tháng 12 này mà hiện nay còn cảm thấy là chưa chắc chắn, khi người này nộp đơn xin cấp hộ chiếu cho người con trai của mình từ hồi tháng 5 mà đến nay sau 3 tháng vẫn chỉ nhận được cái thông báo rằng là hộ chiếu vẫn đang được xử lý. Trong khi đó thì một công dân khác cũng đã phải hủy kế hoạch đi du lịch ra nước ngoài của mình sau 4 tháng chờ đợi để lấy hộ chiếu. Và trong 12 tháng qua thì cũng đã có hàng trăm khiếu nại đã được gửi đến văn phòng thanh tra của liên bang. Cụ thể từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 6 năm nay thì văn phòng này đã nhận được tới 649 đơn khiếu nại về việc hộ chiếu bị trì hoãn. Trong tháng 7 thì tiếp tục nhận được 81 khiếu nại, và trong tháng 8 này văn phòng đã nhận được 42 khiếu nại. Sở dĩ xảy ra cái tình trạng chậm trễ trong việc xử lý hộ chiếu mà như chúng tôi cũng đã nhiều lần loan tin là kể từ khi biên giới Úc Châu mở cửa trở lại từ tháng 11 năm ngoái thì văn phòng hộ chiếu của Úc đã nhận được rất nhiều yêu cầu với khoảng 15.000 đơn xin cấp hộ chiếu mới hay là đổi mới hộ chiếu mỗi ngày. Và kính thưa quý vị, trong lĩnh vực tiêu dùng, siêu thị Coles ngày hôm nay loan báo là 8 hệ thống siêu thị Coles tại tiểu bang Nam Úc sẽ bắt đầu một chương trình có tên gọi là Bring Your Own Container. Cái từ Bring Your Own, viết tắt là BYO, chúng ta nhìn thấy rất nhiều từ vài chục năm trước đây. Tuy nhiên, hầu hết cái cụm từ này chúng ta chỉ nhìn thấy tại những nhà hàng và thông thường được áp dụng cho những khách hàng họ có thể tự mang rượu của họ đến nhà hàng và họ được service bởi những cái ly tách
của nhà hàng. Tuy nhiên, cụm từ Bring Your Own Container thì là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy và đặc biệt là được sử dụng trong hệ thống siêu thị. Lý do là bởi vì trong cái bối cảnh môi trường thay đổi rất là nhiều hiện nay thì siêu thị Coles cũng như Woolworths đã đưa ra những cái chương trình không sử dụng bao nhựa mỏng xài một lần. Tại Coles thì ở tất cả những cái hệ thống siêu thị tại Canberra đã hoàn toàn không sử dụng những cái loại bao nhựa này. Và nay thì siêu thị Coles ở Nam Úc cũng đi đầu trên toàn quốc Úc Châu trong vấn đề không sử dụng các hộp nhựa để cung cấp những cái loại thức ăn được bày bán tại những cái quầy họ mà thức ăn được chế biến tại chỗ. Và vì vậy mà 8 siêu thị Coles này đã yêu cầu khách hàng muốn mua những cái loại như là xà lách hoặc là ô liu hoặc là chúng ta thấy là những cái loại bán trong Coles mà họ có một cái gian hàng riêng biệt để bán những cái loại thực phẩm này thì chúng ta phải đem theo hộp của mình, hộp với điều kiện là phải sạch sẽ và phải có nắp đậy. Và chúng ta chỉ cần đưa hộp này cho nhân viên của Coles, họ sẽ tự động fill đầy thức ăn vào và họ sẽ cân đưa ra cái giá tiền chúng ta cần phải trả là bao nhiêu. Đây là một trong những cái biện pháp rất mới. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng không những chỉ có Coles ở Nam Úc bắt đầu áp dụng chương trình này, nếu thành công thì tất cả những cái siêu thị Coles khác trên toàn quốc cũng sẽ lần lượt áp dụng và chắc chắn nó cũng sẽ lây lan ra sang tới Woolworths và những cái siêu thị tương tự. Vâng, vì bây giờ tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ là đều cấm các cái việc mà sử dụng các cái túi ni lông sử dụng một lần. Và có lẽ chúng ta cần phải quen là ngoài mang các cái túi đựng các sản phẩm thông thường còn phải mang theo những cái container, tức là những cái hộp đựng để đựng những cái sản phẩm ăn liền hay là đồ nguội. Còn thưa quý vị và các bạn, về tình trạng thời tiết thì nước Úc hay là các nước trên thế giới nói chung thì mấy năm trở lại đây đã đều chứng kiến rất nhiều những cái hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là tình trạng nắng nóng. Và tình trạng này được dự báo sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn và chịu ảnh hưởng cũng không đâu xa chính là thế hệ trẻ sinh năm nay, tức là chỉ trong vòng chưa đầy 100 năm nữa. Một nghiên cứu mới đã được dự đoán là hàng tỷ người ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của thế giới sẽ phải đối mặt với cái nhiệt độ cao nguy hiểm, với việc mà nhiệt độ cao sẽ diễn ra gần như hàng ngày trong năm, trong vào năm 2100. Riêng đối với nước Úc thì nghiên cứu cảnh báo rằng những cái đứa trẻ sinh ra năm nay ở khu vực miền Bắc của nước Úc có thể phải đối mặt với nắng nóng nguy hiểm hầu hết các ngày trong năm trước khi chúng bước vào độ tuổi 70. Điều đó có nghĩa là một cuộc sống căng thẳng với nhiệt độ cao kéo dài hàng ngày ở gần như nửa phần Bắc của nước Úc sẽ diễn ra trong khoảng 70 năm nữa kể từ thời điểm bây giờ. Còn ở phía Nam của nước Úc thì dự báo sẽ mát mẻ hơn nhưng mà cũng sẽ có những cái đợt nắng nóng nhiều hơn nữa so với cái thời điểm bình thường hiện nay. Trong khi đó thì liên quan đến lĩnh vực cho thuê nhà, ngày hôm qua chúng tôi loan báo là một nghị sĩ ở Đảng Xanh đã đề nghị chính phủ đưa ra một cái dự luật đóng băng không cho chủ nhà gia tăng tiền thuê nhà trong vòng 2 năm. Sau 2 năm, sự gia tăng nếu có chỉ ở mức là 2% mà thôi. Mục đích của đề nghị này là để giúp cho những người thuê nhà đang gặp khó khăn bởi vì giá nhà thuê đã liên tục gia tăng trong 2 năm đại dịch vừa qua và mức trung bình là 17%, có nghĩa là cao hơn rất nhiều so với sự gia tăng của lương bổng hiện nay. Ngày hôm nay, trên đài phát thanh 2JB, một người khách rất là ngộ nghĩnh đã liên lạc với đài phát thanh này để nói lên ý kiến với một cái vai trò là người chủ nhà. Và ngay cả nhân viên của 2JB cũng khá là ngạc nhiên khi mà biết rằng người chủ nhà này họ không phải làm chủ một căn nhà mà họ làm chủ hàng trăm căn nhà. Chủ yếu cụ thể là người khách này họ tự nhận là David đang làm chủ tổng cộng 283 căn nhà cho thuê trên toàn quốc Úc Châu. Và theo lời của David thì ông hoàn toàn không đồng ý với đề nghị là đóng băng không gia tăng tiền thuê nhà trong 2 năm. Lý do là bởi vì như chúng tôi đã nêu trong chương trình ngày hôm qua, lãi suất liên tục gia tăng là một gánh nặng rất lớn cho chủ nhà. Riêng đối với trường hợp của ông David thì ông còn viện dẫn là cái vấn đề thuế đất. Tại tiểu bang Queensland, mỗi một căn nhà mà ông cho thuê, có nghĩa là nhà đầu tư, thường thường ông phải trả thuế đất là khoảng từ 7.000 cho tới 8.000 đô la cho một căn nhà. Và nếu không gia tăng giá nhà thuê thì những cái chi phí này nó sẽ làm cho chủ nhà trở nên rất là khó khăn.
Và đây là một cái thông tin khá là thú vị, và ngay cả người nhân viên của 2JB cũng hoàn toàn bất ngờ với một cái người khách này khi họ liên lạc với đài. Vâng, 283 căn nhà. Lily cũng rất bất ngờ đó chị Kiều Hoàng, bởi vì là biết giá cả nhà ở Úc là nổi tiếng đắt đỏ trên thế giới. Và chúng ta rất nhiều người cũng là cả đời có khi cũng không mua được một căn nhà. Thế mà chúng ta ngạc nhiên hơn nhiều thế. David này đã làm chủ căn nhà đầu tiên năm 17 tuổi. Vâng. Và tới bây giờ thì chúng tôi không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái cách nói chuyện với 2JB thì không phải là một ông cụ, có nghĩa là không phải là ông lão, vẫn còn là một người đàn ông khá là trẻ. Vâng. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết là trong cái cuộc khủng hoảng trong ngành hàng không hiện nay thì việc mà thất lạc hành lý cũng đã trở nên khá quen thuộc đối với những ai mà thường xuyên phải đi lại bằng máy bay. Tuy nhiên không chỉ thất lạc hành lý mà rất nhiều hành lý còn bị hư hỏng. Và một du khách ở Queensland cũng vừa chia sẻ câu chuyện của mình trên truyền thông khi anh cho biết là trong một chuyến bay về từ Sydney vào hôm 1 tháng 8 vừa qua của hãng hàng không Qantas, thì khi đến băng truyền lấy hành lý thì anh đã không thể nhận ra được túi sách của mình, mà như anh mô tả thì giống như bị một bầy linh cầu giằng xé, tức là bị rách nát gần hết. Thay vào đó, đồ đạc của anh đã được đóng gói lại bằng một cái túi nhựa và bọc bằng băng dính màu cam hiệu của hãng Qantas. Xấu hổ và bực mình thì anh đã khiếu nại với hãng hàng không Qantas và cuối cùng cũng đã được bồi thường số tiền là 2.000 đô la cho những thứ bị hỏng nát. Tuy nhiên để có được số tiền này thì cũng không phải là dễ. Vâng, kính thưa quý vị, điều mà cái người khách này họ muốn nêu lên là sau khi họ phát hiện cái túi của họ nó bị rách nát chỉ sau một tiếng đồng hồ trên phi cơ mà thôi, thì họ đã gửi tổng cộng 654 email đến hãng hàng không Qantas để yêu cầu bồi thường. Nhưng mà tất cả những cái email này gửi đi trong vô vọng, bởi vì không hề có một cái sự hồi âm nào. Mãi cho đến khi hãng tin news.com.au đăng tải cái tấm hình của cái túi sách bằng vải mà nó đã rách nát của người khách này lên trên các cơ quan truyền thông, thì tới khi đó hãng hàng không Qantas mới liên lạc với anh để đưa ra yêu cầu bồi thường 2.000 đô la, là bởi vì anh đã xác nhận là tất cả những cái hàng hóa trong cái túi sách đó nó trị giá khoảng số tiền đó, và vì vậy mà Qantas đã bồi thường. Nếu như Qantas chịu làm việc với người này sau cái email đầu tiên thì chắc là cái thông tin nó không trở nên quan trọng và không gây chú ý nhiều trên toàn quốc như thế này. Nhưng cũng bởi vì cái sự im lặng làm cho khách hàng rất là bực mình, và họ không còn cách nào khác, họ phải đưa thông tin này lên truyền thông, một cái tin rất nhỏ nhưng nó lại gây mất rất nhiều uy tín của hãng hàng không quốc gia của nước Úc. Vâng, cũng liên quan đến hãng hàng không Qantas thì như hôm qua chúng tôi đã loan tin là hãng này cũng vừa công bố những cái khoản lỗ lên tới hàng tỷ đô la vào ngày hôm qua. Và để bù lại cái khoản lỗ này thì hãng này cũng đã quyết định sẽ tăng giá vé lên tới 20% đối với các cái chuyến bay quốc tế và 10% đối với các cái chuyến bay nội địa. Mà theo lời giải thích của ông chủ hãng Qantas là ông Alan Joyce, thì việc tăng vé là để bù đắp lại cái chi phí giá nhiên liệu gia tăng mà hiện nay hãng đang phải chi ra rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu ngày hôm nay. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 8 giờ tối nay trong chương trình Điểm báo Thế giới của Việt Face TV. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.